Bất chấp những quan ngại về biến đổi khí hậu nghiêm trọng, Campuchia vẫn quyết triển khai xây dựng kênh đào Funan Techo, hay còn gọi là kênh đào đế chế Phù Nam vào ngày 5 tháng 8 năm nay. Đáng chú ý hơn, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đề nghị bắn pháo hoa và đánh trống Ruben khắp cả nước để thể hiện sự ủng hộ lễ khởi công kênh đào. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia CPP tại Phnom Penh, ông Hun Sen đã nói: "Tôi đề nghị vào ngày 5 tháng 8, trong lễ khởi công kênh đào, chính phủ chỉ đạo tất cả các tu viện Phật giáo và các cơ sở khác đánh trống và làm mọi thứ có thể để chào mừng sự kiện này." Ông Hun Sen tuyên bố rằng kênh đào sẽ đảm bảo kết nối giao thông mạnh mẽ ra biển, loại bỏ hẳn việc đi qua các quốc gia khác trong hàng chục nghìn năm. Và ẩn ý của ông chính là việc phải đi qua Việt Nam. Vậy kênh đào này quy mô như thế nào? Ảnh hưởng đến Việt Nam ra sao? Vì sao Trung Quốc lại không tiếc tay chi nhiều tiền tài trợ cho Campuchia để xây dựng kênh đào này? Hãy cùng Ghiền Địa Lý khám phá câu trả lời. Đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ các clip tiếp theo của Ghiền Địa Lý nhé! Funan hay Phù Nam là cái tên nhiều duyên nợ. Quay trở lại lịch sử, Phù Nam là một quốc gia cổ hưng thịnh đã từng soát cả một vùng đất rộng lớn, bao gồm cả phía Nam Trung Bộ Việt Nam, một phần lãnh thổ Thái Lan ở phía Tây và một phần lãnh thổ Bắc bán đảo Mã Lai. Quốc gia này tồn tại cho đến khoảng nửa đầu thế kỷ thứ 7 thì bị sáp nhập vào lãnh thổ của Chân Lạp, nay là Campuchia. Đến thế kỷ thứ 18, một phần lãnh thổ xưa kia được coi là trung tâm của Phù Nam tách khỏi Chân Lạp để trở thành một bộ phận của Việt Nam, tức là Nam Bộ ngày nay. Với việc đặt tên con kênh là Đế chế Phù Nam, nhiều người sẽ nhận thấy ngay ẩn ý của Campuchia là gợi nhớ về một quá khứ hào hùng của dân tộc Khmer, nhưng cũng gián tiếp ẩn ý về vùng đất đã mất xưa kia. Theo quy hoạch, kênh đào Phù Nam có chiều dài lên tới 180 km, tức là dài hơn kênh đào Suez ban đầu ở Ai Cập. Để so sánh, kênh đào Suez dài 164 km khi hoàn thành vào năm 1869, ngắn hơn tổng chiều dài kênh Phù Nam tới 16 km. Với chiều rộng lên đến 100m ở thượng lưu và 80m ở hạ lưu, độ sâu khoảng hơn 5m, kênh Phù Nam sẽ kết nối sông Bát Sát đoạn chảy qua tỉnh Can Đan với tỉnh Kép giáp vịnh Thái Lan. Bát Sát là một nhánh của sông Mekong hiện đưa nước từ thượng lưu xuôi xuống hạ lưu vào sông Hậu ở Việt Nam. Tuyến kênh dự kiến có 3 cổng chặn, 11 cầu và 208 km đường xá mới ở hai bên bờ. Kênh Phù Nam sẽ có 2 làn tàu thuyền giúp lưu thông hai chiều cùng lúc. Theo tờ Khmer Times, con kênh này sẽ nối dòng chính sông Mekong với đại dương ở Kép. Cụ thể, dự án sẽ bắt đầu tại Prestakeo, cách Phnom Penh khoảng 30 km về phía hạ lưu trên sông Mekong. Sau đó, nó giao lưu với sông Bát Sát, cách Phnom Penh khoảng 60 km về phía hạ lưu. Từ đó, nó băng qua vùng đồng bằng ngập nước rộng lớn ở tỉnh Takeo và cuối cùng gặp biển ở tỉnh Kép. Dự án sẽ giúp Campuchia giảm thời gian và khoảng cách vận chuyển, tạo ra một khu vực thương mại và nhiều cảng phát triển hậu cần, mở rộng các vùng phát triển nông nghiệp, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản, du lịch và chăn nuôi cho 1,6 triệu người sống dọc theo kênh đào. Bình luận về những quan ngại về kênh đào, con trai ông Hun Sen, hiện là Thủ tướng Campuchia Hun Manet, tuyên bố rằng lợi ích của dự án vượt xa những rủi ro tiềm ẩn. Ông Hun Sen lưu ý, sự ủng hộ hoàn toàn đối với dự án kênh đào là một ví dụ khác về đoàn kết dân tộc, giống như sự ủng hộ của người dân đối với việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và sức khỏe của người dân trước đây. Ông Hun Sen tự ca ngợi, kênh đào này là sáng kiến xuất phát từ lương tâm và ý chí của Campuchia, sẽ mang lại lợi ích to lớn cho vương quốc này như giảm khoảng cách vận chuyển, tiết kiệm thời gian và chi phí, cũng như tăng cường khả năng tưới tiêu và cứu trợ lũ lụt, mở rộng canh tác ở phía Tây Nam, tăng trưởng nghề cá và nuôi trồng thủy sản, thúc đẩy du lịch. Báo chí Campuchia cũng ca tụng kênh Phù Nam có thể xem là một đại vận hà của Campuchia và dân tộc Khmer. Được biết, vào thế kỷ thứ 13, Trung Quốc đã đào đại vận hà dài 1.800 km, đến nay vẫn là con kênh dài nhất thế giới. Phía Campuchia khẳng định đã mất 26 tháng để thực hiện nghiên cứu khả thi cho dự án đường thủy, dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm 2024 và bắt đầu đưa vào hoạt động từ năm 2028. Phớt lờ các mối quan ngại. Theo nhiều chuyên gia, kênh đào đế chế Phù Nam khi được hình thành có thể làm thay đổi dòng chảy sông Mekong, từ đó ảnh hưởng đến lượng nước đổ về đồng bằng sông Cửu Long và trực tiếp tác động đến đời sống của những khu vực mà dòng sông này đi qua. Xét sâu hơn về tầm ảnh hưởng của kênh đào Phù Nam,
các chuyên gia đánh giá đây là một bước đi chiến lược của các nhà đầu tư Trung Quốc để đánh vào hạ lưu sông Mekong vốn đang oan mình vì hàng trăm dự án thủy điện, đồng thời đang thoi thóp vì hạn mặn và biến đổi khí hậu. Kênh đào Campuchia rất có thể sẽ là cú đấm bồi vào tình hình đang tồi tệ của sông Mekong. Theo tuyên bố từ phía Campuchia, dự án kênh đào Funan Techo sẽ hoàn thành vào năm 2028. Như vậy, các địa phương vùng cuối nguồn sông Mekong chỉ còn 4 năm để chuẩn bị giải phóng ứng phó với việc sụt giảm nguồn nước và các tác động khác của kênh đào này, dù tới nay chưa được công bố rõ ràng. Kênh đào đế chế Phù Nam sẽ ảnh hưởng đến những địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, dọc theo sông Tiền và sông Hậu như An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng. Bên cạnh đó, cùng với tác động của biến đổi khí hậu đã khiến nắng hạn kéo dài, lượng nước thượng nguồn sông Mekong đổ về vùng đồng bằng sông Cửu Long sụt giảm, xâm nhập mặn vào sông nội địa hơn. Kênh đào Phù Nam sẽ làm giảm sự hợp tác trong vận tải đường thủy giữa Campuchia với Việt Nam. Từ trước đến nay, tuyến đường thủy từ biển đi vào thủ đô Phnom Penh của Campuchia trải qua đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Tuyến đường thủy Phù Nam sẽ giảm khoảng cách vận chuyển hơn 69 km từ cảng Phnom Penh đến cảng Sihanoukvi qua cảng Cái Mép của Việt Nam, cũng như 135 km từ cảng Phnom Penh đến cảng quốc tế Kampot. Như vậy, tuyến giao thông thủy Phù Nam mới sẽ giúp Campuchia bớt phụ thuộc vào tuyến sông Cửu Long đi qua lãnh thổ Việt Nam. Dự án cho phép vận tải và hàng hóa di chuyển từ biển tới nhiều tỉnh trong lãnh thổ Campuchia, đồng thời giúp Campuchia tránh tuyến đường thủy đi qua đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Hiện tại, tất cả các tuyến vận chuyển đường biển lớn đến và đi từ Campuchia đều phải đi qua Việt Nam khoảng 200 km. Tàu bè hiện được tự do đi lại mà không bị đánh thuế, nhưng kênh đào mới mang lại cho Campuchia quyền tự do tiến hành thương mại xuyên đại dương từ các khu công nghiệp nội địa mà không bị cản trở. Theo các nguồn tin chính thức từ báo chí, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ mong muốn phía Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước trong tiểu vùng sông Mekong, chia sẻ đầy đủ thông tin và tiến hành đánh giá chi tiết về tác động của dự án đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực. Không chỉ Việt Nam, Ủy hội sông Mekong đã nhiều lần đề nghị phía Campuchia chia sẻ về kết quả nghiên cứu về tính khả thi của dự án kênh đào Phù Nam Techo với hai lần gửi công văn vào tháng 8 và vào tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, chính phủ Campuchia đã tuyên bố nước này không có nghĩa vụ tham vấn trước với Ủy hội sông Mekong cũng như các quốc gia trong khu vực về kênh đào Phù Nam. Truyền thông của Trung Quốc nói gì? Cần lưu ý thêm rằng kênh đào Phù Nam có giá trị ước tính 1,7 tỷ đô la Mỹ do công ty Trung Quốc thực hiện theo hình thức xây dựng vận hành chuyển giao BOT. Dự án là một phần của sáng kiến vành đai và con đường BRI. Công ty quốc doanh China Communications Construction của Trung Quốc đã bí mật thực hiện nghiên cứu khả thi dự án này từ năm 2021. Điều đáng nói, Bắc Kinh là chủ nợ lớn nhất của Campuchia trong các dự án cơ sở hạ tầng. Các dự án của Trung Quốc ở Campuchia luôn bị tai tiếng là thiếu minh bạch, yếu kém trong việc lập kế hoạch tái định cư cho người dân và có hồ sơ xấu về tác động môi trường. Nhiều chuyên gia đã cảnh báo về khả năng Campuchia sập bẫy nợ của Trung Quốc, chi phối nền kinh tế nước này nhằm gia tăng sức ép về mặt chính trị đối với Campuchia. Mặt khác, biến Campuchia trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược hướng Nam của Trung Quốc. Hệ thống cơ sở hạ tầng của Campuchia đang cần nâng cấp mở rộng là thị trường béo bở cho các doanh nghiệp của Trung Quốc đầu tư. Bên cạnh đó, Campuchia có thể giúp Trung Quốc làm bàn đạp tiếp cận eo biển Malacca từ tỉnh Vân Nam. Đây là một trong những tuyến đường hàng hải sầm uất nhất thế giới, nơi Trung Quốc trung chuyển 80% lượng dầu lửa nhập khẩu của mình. Kênh đào Phù Nam sẽ là mắt xích quan trọng để kết nối các dự án chiến lược tại Campuchia do Trung Quốc hậu thuẫn. Nhìn từ góc độ quân sự nằm ở trung tâm của Đông Nam Á lục địa, cảng Sihanoukvi của Campuchia được mệnh danh là một căn cứ có vị trí chiến lược quan trọng để triển khai sức mạnh quân sự ở khu vực Vịnh Thái Lan và eo biển Malacca. Có thể triển khai căn cứ hậu cần, bảo đảm xăng dầu cho 3 hạm đội hiện tại để kiểm soát vùng Biển Đông, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Khu vực sân bay Kampong Chahnong có thể giúp kiểm soát không quân ở khu vực, tạo thành tiền phương phòng thủ từ xa cho Trung Quốc. Và nếu kênh đào Phù Nam được triển khai, sẽ càng khiến sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Nam Á tăng lên mạnh mẽ. Báo Baijia Hao Baidu của Trung Quốc đã có bài phân tích sông Mekong là con sông lớn nhất ở Đông Nam Á. Mặc dù sông Mekong chảy qua Campuchia, nhưng nó không đóng vai trò lớn trong giao thông vận tải và hậu cần kinh tế của nước này, bởi tất cả các cửa ra của hạ lưu sông đều nằm ở Việt Nam. Tuy giáp biển, nhưng Campuchia không có con sông lớn nào dẫn thẳng ra biển. 33% lượng hàng hóa nhập khẩu của Campuchia phải đi qua hạ lưu sông Mekong ở Việt Nam.
Điều này buộc họ phải chi trả cho Việt Nam một khoản phí quá cảng tương đối lớn. Hơn nữa, chi phí vận chuyển và lệ phí thông quan của nước này cũng cao hơn Việt Nam gấp mấy lần. Bởi vậy, Việt Nam có ảnh hưởng rất lớn đến Campuchia và có thể nói rằng ở một mức độ nào đó, Việt Nam nắm trong tay huyết mạch kinh tế của Campuchia. Do đó, bài báo phân tích dự án kênh đào Phù Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Campuchia. Việc xây dựng kênh đào sẽ kết nối trực tiếp thủ đô Phnom Penh với cửa biển ở phía nam của Campuchia. Theo kế hoạch, dự án này cho phép hai tàu chở hàng 3.000 tấn đi qua cùng một lúc. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả vận chuyển của cảng Phnom Penh và làm giảm chi phí hậu cần, mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các khu vực dọc tuyến. Sau khi dự án này hoàn thành, tỷ lệ hàng hóa xuất nhập khẩu của Campuchia phải đi qua ngõ sông Mekong của Việt Nam sẽ giảm xuống 10%. Điều này sẽ giúp giảm bớt ảnh hưởng của Việt Nam đối với Campuchia. Ngoài ra, chính phủ Campuchia cũng có kế hoạch thành lập các đặc khu kinh tế xung quanh kênh đảo để tạo thêm cơ hội việc làm và nâng cao mức độ đô thị hóa. Cũng theo các báo Trung Quốc, dự án kênh đào Phù Nam Techo được coi là sáng kiến chiến lược quan trọng của chính phủ Campuchia. Kể từ khi con trai Hun Sen là Humanet lên nắm quyền thủ tướng, dự án này càng được chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Một trong những lý do khiến Hun Sen xúc tiến dự án kênh đào Techo trước khi rời nhiệm kỳ là bởi ông hy vọng nó sẽ củng cố địa vị chính trị của con trai mình ở Campuchia. Tờ Baidu cho rằng Campuchia không có đủ tiềm lực kinh tế nên đã tìm đến Trung Quốc. Phía Trung Quốc đồng ý vì đó là vấn đề đôi bên cùng có lợi. Người Campuchia tin rằng dự án này sẽ khiến Campuchia không còn phải phụ thuộc vào kẻ khác nữa. Kẻ khác ở đây là Việt Nam. Tờ báo nhận định, ngay sau khi được công bố, dự án kênh đào giữa Trung Quốc và Campuchia đã vấp phải sự hoài nghi từ mọi phía. Người Việt Nam không mấy lạc quan về điều này bởi sự vận hành của kênh đào Phù Nam sẽ làm giảm cơ hội vận chuyển hàng hóa từ Phnom Penh và khiến họ mất đi một lượng lớn phí quá cảnh. Thông tin về việc Trung Quốc muốn triển khai căn cứ quân sự ở Campuchia cũng rất quan trọng. Báo Trung Quốc đưa tin mới đây, hai tàu chiến Trung Quốc đã tới Campuchia để tham gia cuộc tập trận chung Rồng Vàng 2024 lần thứ 6 giữa hai nước. Tháng 12 năm ngoái, hai tàu TIP Thái 056A của Trung Quốc đã tới Campuchia để tham gia cuộc tập trận chung Trung Quốc-Campuchia, nâng số chiến hạm có mặt tại Campuchia lên con số 4. Đây là lực lượng hải quân đáng kể ở Đông Nam Á. Báo Trung Quốc khẳng định sự tham gia của tàu chiến Trung Quốc trong cuộc tập trận quân sự chung Trung Quốc-Campuchia lần này không chỉ tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước mà còn truyền đi thông điệp tới thế giới bên ngoài và đánh động một vài quốc gia. Dự án kênh đào này là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, giúp tăng cường mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN. Thế giới bên ngoài không thể ngăn cản dự án này. Trong 10 năm qua, Campuchia đã triển khai nhiều dự án với Trung Quốc, bao gồm việc phát triển đặc khu kinh tế Sihanouk Vinh, đường cao tốc Phnom Penh Sihanouk Vinh, sân bay quốc tế Siem Reap Angkor mới và đường cao tốc Phnom Penh Ba Vét. Theo một nghiên cứu tại Việt Nam, Trung Quốc là bậc thầy trong việc sử dụng ngoại giao quà tặng, có thể dễ dàng đổi viện trợ lấy sự ủng hộ về chính trị, khiến Campuchia ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Trong đó có vấn đề Biển Đông. Ngoài ra, Campuchia không phản đối Trung Quốc xây dựng các dự án thủy điện trên thượng nguồn sông Mekong, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Việt Nam và cả Campuchia. Là nhà tài trợ nhiều tâm cơ đứng sau Campuchia, Trung Quốc có điều kiện để can thiệp vào nội bộ ASEAN, từng bước trung lập hóa, ngăn chặn sự hình thành liên minh quân sự trong khối. Các bạn vừa xem video của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo của kênh bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!